Vâng, em xin chào các bác. Em tiếp tục lên cho các bác thêm một con giải mã đây. Rất nhiều bác cũng đang hỏi giải mã. Đấy. Thì hôm nay là ở đây em có một con giải mã là con X7DV phục vụ các bác nào mà ai thích những cái dòng màn hình màu xanh đấy. Đời DVD cao một chút xíu. Đấy, các bác nhá. Thì đây là con FLX7DV, công suất của nó lên tới 65W luôn các bác nhá. Cũng thuộc dạng rất là lớn này. Đấy, 65W, hàng made in Japan nhá. Đấy. X7DV. Con này về thì hình thức bên ngoài của bộ của cái cục này thì nói chung là còn ok, khá là đẹp. Đấy. Có một vài chỗ xước sát thì là hàng bãi thì nó không tránh được nhá. Đấy. Đấy, được chưa? Thì những con này thì là em bán là chủ yếu bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc, nhưng còn CD thì là em có thử thì đang không ra vào đĩa nhá. Đấy. Với cả cái đời DVD này thông thường thì là nó cũng sẽ không đọc đĩa đâu, nên là mình bỏ qua cái phần đĩa cho em đi. Bác nào mà chủ yếu về làm giải mã thì lấy những con này cho nó rẻ nhá. Đấy. Những con nó đọc thêm CD vào thì test thêm CD vào thì nó cũng phải thêm mất 300-400 nghìn rồi. Đấy. Vì thực ra cũng không cần thiết, bởi vì nhiều người về có dùng cái đấy CD đâu. Chủ yếu là mọi người cắm giải mã thôi mà. Đấy, thì con X7DV này đây thì nó là giải mã 24 bit và công nghệ giải mã thế hệ 2 nhá, DNA-Link2. Thì là cái công nghệ DNA-Link2 này nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn so với công nghệ DNA-Link trơn. Đấy. Thì rất nhiều bác vẫn đang thích những cái con mà công nghệ DNA-Link2 này. Thì hôm nay em lại về một con để em quay lên cho các bác nhé. X7DV. Đấy, con máy này thì nó sẽ có chiều ngang khoảng 20cm này, chiều cao khoảng 15 và chiều sâu khoảng 33 nhé. X7DV của Onkyo. Đấy. Đấy, muốn làm công suất thì con này mình có thể là ghép thêm một đôi loa bass nó khoảng tầm 16 đổ về để mình nghe nhạc trực tiếp từ trên công suất của máy này. Đây mình ghép ở cổ loa đây. Sau đó mình muốn nghe nhạc từ điện thoại ra thì mình ấn input chuyển sang đường line này và vận tiếng lên là có tiếng. Tất nhiên là mình đang phải cắm dây từ đường từ nguồn phát vào cái đường line này rồi nhá. Đấy. Thì mới có tiếng nhá. Còn ví dụ bác nào muốn làm giải mã quang AV này thì các bác sẽ cắm dây quang vào đây cho em này. Đấy, cắm dây quang ở phía dưới này như đường in nhá. Sau đó out tín hiệu từ đường tape out, đây là đường phía trên này. Đấy. Từ đường tape out để mình đưa xuống dưới âm ly to để mình nghe nhạc nhá. Đấy. Để làm giải mã quang AV. Đấy. Ok chưa? Thì đấy là về phần công suất này. Muốn làm giải mã mình ấn input chuyển sang đường quang digital đây. Thế là giải mã rồi nhá. Lưu ý cho em là khi mà để làm giải mã thì hãy để sâu loud ở chế độ là stereo nhá. Đấy. Tình nào mơ dấu chim bay còn nhau giữa cơn mê đầy. Đấy, như các bác thấy là con này là vẫn đang chạy công suất bình thường này, chạy đường quang bình thường và chạy đường điện thoại bình thường này. Đấy, thì giá con này là 990.000 thôi, để bác nào mua alo em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Rồi em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.